Tân Nha biết bài gì rồi thì để Rê trưởng nha. Ờ, Rê trưởng hả? Ok, lại trước không? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ hôn mây kết hình lâu đài, đợi chiều một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta. Thank you.
giấc mộng.